Rồi, em Châu xin chào cô chú bác và anh chị. Bên nay em có một chiếc Accenter đời 2007. Accenter này là xe này xe Thái nha, xe máy Thái. Đây là biển số đây, 70G162665. Số 6 nhiều quá. Xe này xe chính chủ ha. Em đi một vòng các xe cho anh em xem. Cái xe này thì em bán em để cho cô chú bác và anh chị. Giá xe này á là có 22 triệu thôi. 22 triệu, xe đời 2007, xe máy Thái lốc trắng ha. Giờ xe này lốc trắng ta sơn lại đen rồi. Sơn lại đen lên áo xì bách. Xe này trong giấy là màu xanh trắng đen luôn á ha. Trong giấy màu xanh trắng đen. Giờ vô với cái phần người ta mới thay đi ha. Đây là cái đèn đuôi, đèn Malai. Để em bật tắt. Đó, cái đèn đuôi là khách đã vô cái đèn đuôi, đèn Malai rồi ha. Cái ba cặp bánh niền nhôm ha. Cặp bánh niền nhôm thì nó mới xanh nè, không có công quăng gì hết, chỉ có cái bộ câm nó hơi xét xét thôi. Xe này giờ mình thay bộ câm này nó tầm khoảng 150.000, 150.000 là xong, là thành cái bộ câm mới, câm niền mới. Anh chị nhìn cô chú bác những cái niền nè, đó niền nhôm ha, niền nhôm mới xanh luôn em. Có câm, bộ câm nó thì nó xuống rồi, cũng như đây nè, cái niền trước nè, đó cái niền trước này cũng rất là đẹp, niền trước nó có để chữ nè, thì đi 1.4 nhân 17 made in Thái Lan, made in Thái Lan nè ha, đó cái niền này là niền nè, cặp niền là mới xanh nè. 150.000 nữa là có một bộ câm và bắt xong luôn, là rất là đẹp. Bộ áo này là tạm thời là hơi được thôi, chứ không có được đẹp lắm. Bộ áo tạm thời hơi được. Còn cái bô này em bị lầm cái bô hoài à. Cái bô này cái bô rin. Cái bô rin đã thay cái cổ rồi. Nhưng mà đã có hàng rồi. Cái bô này đã có hàng rồi ha. Em cái này bát kim này vẫn còn xanh lét ha. Bình xăng này chắc có sơn lại hay gì á. Nói chung cái này tối quá em chưa quay kỹ. Rồi. Cái phần đồng hồ nè, mở trước nè là mới xanh luôn ha. Là chủ là mới thay rồi. Nè xuống đầu nhỏ luôn nè. Chá đèn mới. Cái bộ này mới luôn, mới trong hãng á, bộ trước bộ sau mới hãng. Cặp bao tay rồi pin theo xe nè, cặp bao tay cầm đẹp, cầm im lắm. Để xe này thì máy không có được im lắm, anh em muốn im thì em làm đầu lòng rồi cho im. Máy nó hơi gõ đầu đó, anh em muốn cái máy im á em sẽ làm lại cho anh em im, chỉ có vài trăm ngàn thôi là im. Máy này hơi gõ đầu chút chứ. Xe thì không có miếng khói nào hết ha. Nó máy đang nổ á. Tại vì em nói mà máy ẹt im là im dữ lắm. Cái này là không được im theo em á. Theo em là không có được im. Chứ em có thằng em làm máy làm đầu lòng, xe này làm đầu lòng thôi. Làm đầu lòng là sẽ im cực kỳ. Heo dầu nè, heo dầu một càng zin nè. Nóc thì nóc nè. Đĩa này có vô đĩa kiểu rồi ha. Cột này cột này không xì nhớt đâu ha. Cái kích nước ở trong đẹp. Xe này không có gãy sườn gì hết, không có lủng lóc, không có gì hết ha. Xe này là
không có gãy sườn lủng lóc gì đâu anh em. Rồi xi nhan nè, xi nhan phải nè. Rồi xi nhan trái nè. Rồi xi nhan đèn kèn này đủ hết hen. Kèn hơi nhạt mũi. Đây cái đồng hồ về đẹp hen, đồng hồ đẹp lắm. Nè. Kim xăng nè. Hồ đầy đủ hen. Đồng hồ rất là đẹp, cái bộ này rất là đẹp. Bao tay nhìn nè, bao tay zin nè, đẹp cực kỳ luôn. Cái kiến này hơi quẹo quẹo, giá có 22 triệu anh em. Em sẽ cho anh em dặn kiến này lại, cái kiến ok lại 22 triệu chiếc nhạc center ngay chính chủ luôn, đời 2007, xe máy Thái hen anh em, máy Thái đây hen. Xe này áo này cũng không được đẹp liền lạc gì mấy. Đây có chạy chạy đây. Nói chung về anh em dọn sơ sơ lại là lên đường là chạy Vivo. Xe này em để cho anh em cô chú bác và anh chị là có 22 triệu thôi. Xe 22 triệu. À, cái gấp này là cái gấp cái phục này là phục riêng theo xe này, phục sau á. Còn đẹp. Phục sau riêng theo xe đẹp. Cái sườn không mục. Cái gấp này cái gấp sau á. Gấp sau nói chung là có vấn đề nó hơi bị mục, nhưng mà nè, người ta đã làm gõ ruột xong y như cái riêng luôn. Đó chắc cú thấy nha, chắc cú. Tại này nói chung là anh em nó chưa rửa, cái nói anh Châu nó chưa rửa, dù giờ chưa rửa nữa. Gác chân nè, rin nè, ốc rin nè, ốc lục giác rin nè, giò đạp nè, ốc rin hết nè. Rồi để em kiểm tra lại coi xe này máy có rin làm chưa, cái máy này có làm chưa ha. Ốc này thì có dặn rồi, có dặn có dặn. Ốc xe chưa rửa, đúng chưa rửa nè, vệ sinh. Rồi ốc ốc máy có dặn ha. Em cũng nói chung em cũng chưa cứ kiểm tra coi nữa, tại em thấy rẻ rồi em mua cho anh em. Xe này là có làm đầu lồng rồi. À có làm đầu, làm lồng rồi. Nhưng mà máy thì em chưa có coi. Thì nói chung là cho làm máy cho làm rồi luôn đi. Rồi em để cho anh em cô chị cô chú bác là xe này là giá là 22 triệu. 22 triệu xe ngay chính chủ hết em. Xe này về bây giờ làm xe này theo em á là em thay bộ căm. À, nguyên bộ căm bắt căm luôn là 150 ngàn, làm đầu lòng nó khoảng từ 600 tới 1 triệu đó, là nói chung không 1 triệu nữa, 1 triệu nữa là xe đẹp và im. Áo thì tạm thời mình để về chạy đi cũng sạch, tại vì xe này áo màu xanh trắng đen mà 22 triệu, mà làm thêm 1 triệu nữa là có 23 triệu. À được, chiếc center Thái ha, 2.7 máy Thái. Rồi anh chị cô chú bác này có thích xe này thì cứ alo cho em hen. Đây dàn áo nè. Rồi là em nói xe này bộ căm này là 1.5 triệu nè. Đó, 1.5 triệu. Cái nhông sên nè mới thay nè. Em mới vừa thay bộ nhông sên luôn. Bộ nhông sên hãng em mới vừa thay. Anh em khỏi chạy về thay nhông sên. Anh em chỉ làm bộ căm này 150 ngàn. À, làm đầu lồng lại khoảng tầm 600-700 tới 1 triệu vậy đó. Rồi sơn hai cái lốc này, cái lốc này hai cái lốc này sơn khoảng 300 là một khoảng 1.4 triệu, làm khoảng 1.4 triệu á, với lên bộ tem. Nói chung xe này làm khoảng 1.7 triệu, 1.7 triệu là xe sẽ sạch sẽ luôn. Em hứa anh em là 1.7 triệu, 1.7 triệu là xe này là sạch sẽ, là sạch sẽ máy im luôn á. Rồi anh em thích cái xe này thì cứ alo em, nếu để vậy thì 22 triệu, còn nếu làm sạch sẽ lại thì có 1.7 triệu. À 1.7 triệu là xe bóng lưỡng luôn, chạy vô tư luôn. Rồi có 22 triệu à hen. Em xin chào anh chị cô chú bác và hẹn gặp lại.
Thì cái số điện thoại của em là số điện thoại này nè, 0974499005 nè. Số điện thoại này em có Zalo nè ha. Rồi hẹn gặp lại là video tiếp ha.